Câu chuyện về thái độ của đội ngũ y bác sĩ hay phong bì lót tay cho các bác sĩ luôn là những điểm tối khi nhắc đến ngành y. Mặc dù người đứng đầu ngành, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những tuyên bố gây ấn tượng như bệnh nhân và người nhà dứt khoát không đưa phong bì và nếu thấy bác sĩ điều dưỡng nào nhận thì chụp ảnh và gửi lại cho chúng tôi, đồng thời phát động không ít các phong trào để nâng cao y đức trong 3 năm trở lại đây. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của người bệnh và người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện tuyến trung ương mà phóng viên kênh VTC14 vừa ghi nhận. Tôi ốm đau như này, bao nhiêu lần xếp hàng, đi giờ còn xếp hàng mà đi giờ là lấy máu, xét nghiệm để lấy máu cái thứ vẫn chưa được. Xong rồi là lại khám, xuống lên phòng khám, xuống đây xin có mỗi cái dấu để xếp số để lấy máu không lấy được nổi, làm cho người dân bức xúc quá. Phải để làm sao cho người dân nó đỡ thiệt thòi một tí chứ. Có bệnh có thật đến đây thì cũng phải không được gì thì cũng phải được cho người ta gọi là có một cái tí mặc cảm để cho nó có một cái cuộc sống cho nó gọi là lành mạnh lên một tí. Đây cứ làm hầm hè, chúng tôi nghèo không có tiền nên nó nhiều cái nó khó gắn bó lắm. Bởi vì người ta không thiết thực được. Nếu mà chúng tôi thế nọ kia xỉa vào cái thì chắc là mọi cái là đã xong ngay rồi đấy. Nhưng mà không có tiền. Làm thủ tục quá lâu, quá sốt ruột. Thật là những như mong tôi mà đến lạ có thể là 30 phút cái tiếng chưa xong thủ tục. Kiên phục vụ của những khoa này là rất vả, mắng rất bệnh nhân, khỏi thì quát mắng. Chúng tôi thì bệnh nhân mà bây giờ vào 2 tuần mới vào được viện, khổ lắm. Có phép bao mì thật đấy. Mà chị thấy cách ứng xử của bác sĩ như thế chị không hài lòng, bởi vì hôm chị đưa một cô ở Hạ Long đi thì phải chờ đến hơn một tiếng cũng không thấy bác sĩ đâu cả, mà các bác ấy bảo là phải mất phong bì. Nhưng mà sau một tiếng sau không thấy bác sĩ lên, không biết bác sĩ vào phòng đi luôn. Ở này nọ đấy thì như là không biết cách để tiếp xúc với bác sĩ hay là những người điều dưỡng thì họ sẽ phớt lờ. Thì tôi thấy mọi người đưa thì tôi cũng đưa. Thì nếu mà đưa thì bác sẽ quan tâm đến con mình hơn. Người ta đưa thì mình không đưa thì sợ con mình lại không được chăm sóc tận tình. Mặc dù còn có những hạn chế nhất định nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực của ngành y tế nói chung và cá nhân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong những năm qua. Nhìn nhận một cách tổng thể thì ngành y tế còn nhiều khó khăn khi nguồn vốn đầu tư còn thiếu, cơ sở tầng còn chưa hoàn thiện và quan trọng hơn là cơ chế xã hội chưa tạo ra sự công bằng trong nghề nghiệp và thu nhập đối với những người công tác trong ngành y. Khi tất cả những điều kiện đó chưa được giải quyết thì ngành y cũng như là vị tư lệnh của ngành sẽ còn rất vất vả.